bì giòn tan luôn. Và cái món thịt quay giòn bì của chúng ta lại thành công rồi. Cái phần bì này các bạn xem, nổ rất là giòn. Ngon lắm luôn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bà nội trợ công sở. Mình không nghĩ rằng cái lời nói đùa của mình ngày hôm trước nó lại thành hiện thực khi mà mình lại phát hiện ra mình được mẹ chồng mình cho một cái miếng thịt dọi còn ngon hơn cái miếng thịt dọi của ngày hôm trước khi mà quay clip thịt quay giòn bì, công thức quay giòn bì bất bại bởi nồi chiên không dầu. Thì là bạn có nhớ không, cái miếng thịt của ngày hôm trước nó bé hơn như thế này, nó là hai miếng nhưng nó lại bé hơn như này và nó còn không được, kiểu nó không được bằng phẳng như này. Cái bì á, cái lớp bì của ngày hôm trước nó không được dày như là bì của ngày hôm nay, đúng không? Bì của ngày hôm nay cảm tưởng là một cái con lợn khác. Đây các bạn nhìn xem cái phần bì của nó rất là hoàn hảo như thế này. Đó, thì đó là lý do tại sao mà mình lại quay trở lại với một công thức về thịt quay giòn bì. Cách làm không khác gì vlog lần trước cả, nếu như bạn đã xem vlog lần trước rồi. Thì lần này chỉ đơn giản là mình sẽ tự ướp các cái gia vị để qua đêm, chứ không dùng gia vị công nghiệp như lần trước nữa. Bởi vì lần này thì mình cũng không còn cái gia vị công nghiệp nào thừa ở trong nhà cả. Đó, thì là cách làm vẫn như cũ thôi. Đầu tiên thì là bạn ngâm nước muối cho thịt, chứ bạn không luộc thịt qua. Và sau đó thì bạn sẽ khứa, bởi vì mình hôm nay mình có một cái miếng thịt rất là to, đúng không? Nên là mình sẽ khứa cái phần này để lát nữa mình ướp ý, thì cái phần xốp nó sẽ ngấm vào tận bên trong như thế này. Và mình khứa làm sao để sau khi nướng xong ý, thì mình cũng sẽ bổ dọc như này là ba miếng mà mình thái con chì. Đó, nên là mình sẽ các bạn có thể khứa rộng hơn hoặc hẹp hơn là chuyện của các bạn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ pha công thức nước sốt nha. Và đây chính là các nguyên liệu để chúng ta có thể ướp cái món thịt này qua đêm. Đầu tiên xin giới thiệu với các bạn, đó chính là một nguyên liệu vô cùng là quen thuộc mà các bạn cũng biết được, đó là gì? Hành băm và tỏi băm, 20g tỏi băm và 30g hành băm. Xì dầu, đó là dầu hào. Muối, nước mắm, bột hạt điều đỏ để làm cho cái thịt của chúng ta có màu sắc hơn sau khi nướng. Cái này thì có cũng được, không có cũng được nha. Tiếp theo đó là mật mía. Và một cái gia vị rất là đặc biệt mình muốn mang lại cho cái món ăn này lần này, thay thế bằng tiêu, mình sẽ cho cái hạt mắc khén rang như thế này. Đó, thì là mình để vào trong cái cối xay tiêu như này và dùng đến đâu thì mình sẽ xay đến đấy. Cái hạt mắc khén này là mình đã rang rồi nha. Đó, giờ mình sẽ tiến hành mình trộn các cái hỗn hợp nước sốt vào với nhau trước khi mình ướp vào thịt nha. Đầu tiên bạn sẽ sử dụng 2 thìa cà phê xì dầu, 3 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê mật mía. Mật mía lúc mà mình cho vào các cái đồ nướng hay kho ấy thì nó cũng sẽ tạo nên một cái màu sắc rất là hấp dẫn, màu cháy xém nhưng mà nó vàng ươm ấy, nó rất là hấp dẫn. Ok, 1 thìa cà phê mật mía. Mật mía ngon nhất là mật mía Nghệ An các bạn ạ. Mình mua ở Shopee ấy, bao nhiêu nhỉ, 40.000 được nửa lít, rất là ngon. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây khoảng 1g bột màu điều nha. Rất là ít thôi. 1 thìa canh dầu ăn. Sau đó bạn sẽ cho vào đây khoảng độ 2 thìa cà phê hạt mắc khén. Sau đó chúng ta sẽ đổ hết chỗ tỏi băm và hành băm này vào. 20g tỏi băm và 30g hành băm. Chỗ này có khi phải là 40g hành băm, mình thấy chỗ lượng hành băm này hơi bị nhiều. Đó, và các bạn thấy cái nước sốt của chúng ta nó sệt chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành ướp cái thịt này nha. Như thường lệ đó là chúng ta sẽ đổ cái phần nước sốt xuống dưới. Chúng ta sẽ chọn ra một cái đĩa để đựng cái thịt ý.
mà nó vừa đủ để ôm trọn cái miếng thịt, để cho miếng thịt nó đứng ở trên cái đĩa đó và nó trên cái bát đó mà nó không bị ngả. Mục đích là để cho cái phần bì không bị dính một chút nước sốt nào cả. Chúng ta đặt miếng thịt lên trên và để cho con sốt tự ngấm, thịt tự ngấm nước sốt lên. Và chúng ta, cái bát này nó vừa đủ nhỏ để mà cái miếng thịt nó không bị sao ạ, nó không bị ngả nghiêng, nó không bị đổ, và cái bì của chúng ta không hề bị dính cái nước sốt. Đó là lý do tại sao mà chúng ta lại khía những cái đường ở phía dưới của cái ở phía phần thịt để cho cái nước sốt của chúng ta được ngấm hơn. Chúng ta sẽ dùng cái nước sốt đó, chúng ta có thể banh ra, chúng ta có thể để cái miếng thịt nó hơi bè ra để cho cái phần sốt nó ngấm hơn, và chúng ta sẽ dùng cái thìa để chúng ta quét cái phần nước sốt lên trên. Và chúng ta lưu ý là không được để cho cái nước sốt nó dính vào một phần bì một chút nào nha. Bì chúng ta sẽ khô ráo hoàn toàn đó. Và việc của chúng ta bây giờ đó là bọc màng bọc thực phẩm lại và để qua đêm. Sáng hôm sau chúng ta sẽ tiến hành nướng bằng nồi chiên không dầu nha. Rồi, xin chào các bạn, chào buổi sáng. Cái thịt này của chúng ta đã được ướp qua đêm và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nướng nha. Đó, cái phần bì này của chúng ta hoàn toàn khô ráo này, rất là khô này. Và cái phần nước ướp thịt thì nó có tiết ra một ít nước. Đó, giờ thì giống như vlog lần trước, các bạn biết chúng ta sẽ làm gì rồi. Chúng ta sẽ gấp cái giấy bạc này tạo thành một cái bát để mà chúng ta có thể đựng cái miếng thịt này. Lúc mà chúng ta nướng, mục đích là khi mà chúng ta nướng bằng nồi chiên không dầu thì là cái phần nước sốt nó không bị chảy ra cái lớp chảy ra nồi chiên không dầu, nó khiến cho chúng ta phải cọ rửa rất là vất vả. Với nữa là cái phần nước sốt nó không bị thoát ra, nó không bị chảy xuống, mỡ chảy xuống nó lại được hứng luôn vào cái phần giấy bạc, nên là cái miếng thịt của chúng ta sẽ không hề khô. Đấy là cái cách mà mình muốn làm. Còn nếu mà các bạn mà chấp nhận là hoặc là thích là thịt nó phải kiểu khô ráo một chút thì các bạn có thể là không sử dụng đến giấy bạc, hoặc tốt nhất là hãy sử dụng giấy bạc cho cái lượt nướng đầu tiên. Còn cái lượt nướng thứ hai thì lúc đấy các bạn không sử dụng giấy bạc thì thịt nó sẽ ráo hơn một chút nhưng nó cũng sẽ không bị quá khô. Đó, chúng ta sẽ đặt miếng thịt. Ôi, vừa xinh luôn. Chúng ta sẽ dưới xuống phía dưới nha, để đảm bảo là lúc mà chúng ta nướng thịt thì thịt vẫn được ướp tiếp tục bằng cái thứ nước sốt này. Nó sẽ làm cho cái miếng thịt của chúng ta nó đậm vị.
Và bây giờ là lúc mà bạn cũng đoán được là mình sẽ làm gì đúng không? Chúng ta sẽ rải một lớp muối tinh lên trên cái mặt bì. Chúng ta sẽ phủ một lớp muối dày lên trên mặt bì. Đó. Những cái bát như thế này thì nó sẽ có cái chức năng để nâng đỡ cái lớp muối, làm cho nó không bị dính, không bị rơi xuống cái chỗ phần thịt gây mặn. Thật ra là rơi xuống nó cũng không có mặn lắm đâu, tại vì nó không kịp thấm với lại cái nước sốt thì nó cũng sẽ không bị mặn. Các bạn cũng không cần phải sợ lắm về vấn đề đó. Rồi, ok. Giờ bạn cũng biết là chúng ta sẽ làm gì đúng không? Đặt miếng thịt phủ muối này vào trong nồi chiên không dầu. Vừa xinh luôn. Và chúng ta sẽ, như cái clip lần trước là chúng ta sẽ để ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 30 phút để nướng chín cái lớp muối này và làm cho bì của chúng ta khô ráo. 200 độ C hoặc hơn. Nếu như các bạn có nồi của các bạn được khoảng 220 độ C thì nó sẽ hoàn hảo. Hoặc đối với cái nồi này thì nhiệt độ cao nhất của nó là 200 độ C. Ok, 200 độ C và 30 phút. Đó, bạn thấy không, miếng thịt của chúng ta đây. Sau khi nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, thời gian 30 phút. Đó, thì bạn có thể thấy rằng là sao? Cái phần... cái phần muối của chúng ta nó đã đóng tảng rồi nha. Và chúng ta sẽ gắp cái lớp muối này ra nhẹ nhàng thôi chứ. Ok luôn. Phần còn lại chúng ta cũng sẽ gắp hết ra. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Bạn thấy không, cái phần bì này bây giờ là nó đã hơi hơi xém xém ở những cái phần chưa có muối này. Nó đã có thể là nổ dần đều rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta chỉ cần quay khoảng độ 15 phút nữa ở nhiệt độ 200 độ C để cho cái phần bì này của chúng ta nó được nổ nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay trước 10 phút, sau mình sẽ kiểm tra. Sau đó thì nếu mà cần thiết mình sẽ quay thêm 5 phút nữa. Rồi, giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái thành quả của chúng ta sau khi quay ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 20 phút nhé. Thật ra ban đầu mình chỉ định quay trong vòng 15 phút thôi, nhưng mà sau đó thì mình thấy cái bì nó vẫn chưa được nở đều lắm, nên mình đã mạnh dạn quay thêm 5 phút nữa. Và các bạn sẽ bất ngờ lắm lắm về thành quả này. Đó, bạn thấy không, bì nở tưng bừng luôn. Những chỗ này thì cũng không thể nở đều được, nhưng nếu muốn những chỗ này nở tiếp, nở hết thì chỗ này nó sẽ bị cháy đen này. Đó, nên là mình để như thế này là nó cũng đã rất là giòn rồi nha. Đó, bạn có thể thấy cái bì giòn như thế nào. Tiếp theo về cái phần này á, thì là các bạn có thể thấy là cái thịt cũng khá là mềm. Tuy nhiên thì một số cái chỗ bị đen như thế này là do là mật mía. Đó, nhưng mà mình có thể là lấy ra được bởi vì nó là phần mỡ mà. Đó, mình lấy ra là nó sẽ hết đen luôn nào. Sẽ rất là ngon luôn. Chúng ta sẽ xem cái phần ở dưới này. Đó, thịt thì chúng ta sẽ không hề bị khô. Lý do là chúng ta không để trên rãnh trực tiếp mà chúng ta lót giấy bạc, nên cái phần nước sốt ấy nó được thấm ngược lên và thịt chúng ta không hề bị khô nha. Chờ nguội mình sẽ thái ra cho các bạn xem nhé. Thì chúng ta đã nguội bớt rồi, chúng ta sẽ tiến hành chặt thịt nha. Đó, giòn vậy cơ mà.
Cái đường mình khía hôm qua đâu ấy nhỉ? Đó. Trời ơi. Giòn quá. Nhưng mà một số phần bì đã bị tan ra. Phí quá. Trời ơi. Bạn thấy bì không? Vẫn nóng nên là chặt nó sẽ bị là sao? Chặt nó sẽ bị vỡ bì. Vẫn nóng các bạn ạ. Chắc phải đợi thêm một lát nữa thôi. Nóng như thế này thì nó sẽ bị vỡ bì mất. Và bì cũng vỡ rồi nhá. Mình làm miếng bì này nhìn ngon không? Ngon cực luôn. Bây giờ thì cái thịt của chúng ta đã chính thức chắc chắn là nguội rồi. Giờ chúng ta sẽ tiến hành à đâu vẫn hơi ấm ấm. Giờ chúng ta sẽ tiến hành thái nha. Mì nó cứ bị vỡ ra nhỉ. Đó, các bạn có thể thấy là cái thịt của chúng ta rất là mềm. Mềm núng lính luôn. Thịt của chúng ta rất mềm nha. Mì này. Và cái món thịt quay giòn bì của chúng ta lại thành công rồi. Đã thì có một điểm trừ của cái món ngày hôm nay, đó là cái bì của chúng ta nó bị long ra khỏi thịt khi mà thái, bởi vì mình thái lúc mà nó vẫn còn nóng. Thái lẽ ra như ngoài hàng người ta chặt 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 chặt, nhưng mà bởi vì là tay mình yếu với lại là mình, nên là mình chỉ có thái được thôi, nên là nó sẽ bị như thế. Đó, nhưng mà cái phần bì này các bạn xem, nổ rất là giòn. Ngon lắm luôn. Đó. Thì với một cái công thức vô cùng là dễ, và cái phần nước sốt ướp qua đêm của mình cũng không có những cái nguyên liệu gì đấy quá là phức tạp, quá là khó kiếm, nên là hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ thành công, một lần nữa thành công với món thịt quay giòn bì nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.